Rồi, tổng chào toàn thể quý vị, anh em. Chào mừng quý anh em đã quay trở lại kênh của Vân Trường. Thì hôm nay mình sẽ kiểm tra lại trong ngày mùng 2 tháng 11 âm lịch nha anh em. Chơi mai người ta tính ngày âm nha, không tính ngày dương. Và mình ăn Tết âm á. Thì kiểm tra nụ, xem thử tình hình trạng là nụ lớn hay nụ nhỏ. Thì để mà biết cách mà khắc phục nha anh em. Thì xem mình sẽ chia sẻ anh em mới chơi một số kinh nghiệm về cái vấn đề mà ví dụ như quan sát nụ ở thời điểm này. Thì thật hầu như thì tất cả các cây mai thì vào mùa này thì đều đóng nụ. Bây giờ phụ thuộc là nụ lớn hay nụ nhỏ. Và khi những cây mai nào có nụ lớn mà anh em bảo dưỡng được thì đến Tết thì lượng hoa quả cây nụ đó nó sẽ to hơn và nó tươi hơn rất là nhiều. Mới thứ ba nữa là anh em nên để ý là một số cái thời tiết năm nay nó bất lợi hơn mọi năm. Vì vậy cho nên là hầu như là cây mai nó bị vàng lá, xuống lá rất là nhanh. Thì hiện giờ nếu như tính về miền Bắc thì hiện giờ họ cũng đã, theo mình đoán thì họ cũng đã xuống lá rồi đó. Bởi vì chơi mai khó lắm anh em. Dân miền Bắc chơi mai khó hơn dân miền Nam và Gia Lai mình nhiều. Miền Bắc họ thường thường xuống lá vào ngày khoảng ngày nó lông côn nó tùy vùng. Bởi vì khi vào ngày Tết nhiệt độ người ta còn có 6-7 độ anh em, có khi 10 độ, có khi âm độ, có khi 0 độ. Cho nên là cây mai ở các khu vực miền Bắc là rất là khó chăm sóc. Bởi vì chẳng hạn như là anh em tưởng tượng đi, cây mai mà dưới 15 độ là hầu như nó không muốn phát triển rồi. Ở đây đằng này họ tới còn bị âm nữa cơ. Và nhiều khi còn có 3-4 độ hoặc là âm, đó là tình trạng bình thường. Vì vậy cho nên là ngày lặt lá mai của ngoài Bắc nó khó, rất là khó. Họ phải lặt trước từ 50 ngày cho đến là 70 ngày lận, tức là họ lặt từ hôm 20 tháng 10 họ đã xuống rồi. Có nhà họ xuống rồi. Có nhà thì đầu tháng 11. Ví dụ như hôm nay họ xuống, có nhà thì cỡ mùng 10 tháng 11 họ xuống. Bởi vì nó phụ thuộc thời tiết cho nên ngoài Bắc cây mai rất là khó. Khó hơn trong miền Nam nhiều. Còn nguyên Gia Lai mình thì hôm nay làm mùng 2 anh em. Nay mùng 2 thì quả mình đây cũng khoảng tầm là hôm 20 mấy nhỉ? Mình thường thường là xuống lá vào ngày 25 tháng 10, 25 tháng 11 cho đến ngày mùng 5 tháng 12. Nên là mình sẽ bật lá trước là khoảng tầm từ 25 cho đến 35 ngày, có khi đến tới 40 ngày nha anh em. Cho nên là Gia Lai mà ép hoa cũng cực khó. Chỉ mong sao mà đến ngày 28, 29 Tết á, 27 cũng được mà nở hoa là mừng rồi. Chứ không thể ép chính xác giống như trong miền Nam hoặc giống như Bình Định. Thì họ bật lá trước có mười mấy ngày anh em. Còn anh em mình phải vặt lá trước là tới 40-50 ngày. Cho nên là thời gian nó khác nhau rất là nhiều. Vì là ép hoa rất là nhiều. Như cái nụ thì anh em phải hiểu thế này. Nhiều anh em mới chơi không biết. Nụ thì nó tùy theo giống. Có giống thì nó nụ nó rất là bé. Nó bé xíu xíu nhưng nó vẫn nở đều. Còn có loại giống thì nụ nó to hơn. Thì thường thường là như vậy. Cho nên là nhiều anh em thắc mắc là và sao tới giờ nụ em vẫn còn bé xíu xíu anh. Thì cái chuyện này là chuyện bình thường nha anh em, bởi nó tùy theo giống. Nó không thể tính là nụ là mỗi giống mỗi nụ khác nhau. Đó, thì như hôm nay thì mình đi kiểm tra thì nụ của mình thì mình nói thật với anh em là bất kỳ dòng mai nào, kể cả mai Bình Định thì nụ mình đều đã căng, rất là căng này anh em này, đây này. Căng đét luôn này ha. Đây là dòng mai Giáng Long của Bình Định, dòng mai là dòng giáo. Về giống giáo gì thì mình cũng xin thua, đến ngày Tết họ bưng về chứ mình cũng có để nhà chơi đâu, cho nên là dòng gì thì mình thua. Nói chung về giống thì mình không am hiểu nhiều, bởi vì không phải là không am hiểu mà là bữa nay nó lai tạo nhiều loại giống khác nhau ấy, cho nên là nó quá nhiều, mình không có thời gian phân biệt được. Tất cả chủ yếu là mình là chăm mai, cho nên là mình phụ thuộc là cứ nở hoa đẹp là được. Thường thường thì anh em để ý là dòng cúc ấy, nó thường thường nở chậm hơn dòng giáo là khoảng tầm 3 cho đến 5 ngày, thường thường là như vậy. Và hai nữa là dòng lá lớn và lá dày thì sẽ nở chậm hơn dòng lá mỏng này, là khoảng tầm là cũng 3 cho đến 5 ngày. Vì vậy cho nên anh em mình sẽ tính như vậy. Và vào những thời điểm này thì nếu mà nụ mai của anh em nào mà chưa được căng, và ví dụ như là nó còn nhỏ này, mà anh em cảm thấy cái giống đó nó như vậy là nó chưa căng, thì anh em mình có thể là tiến hành là đem đi lấy bỏ bớt là 40% lá trên cây mai đi. Đó là đối với những cây nụ dạng trung bình và cái dạng mà nhỏ. Chỉ còn nụ lớn anh em đừng có lặt nhé. Nụ lớn mà anh em lặt nó nở sớm đó. Người ta tại sao người ta tỉa thế này?
người ta tỉa như thế này ấy, là anh em phải hiểu là khi người ta tỉa này là những cái nụ ở phía mép trong này nó không có mặt trời nha anh em. Vì vậy cho nên là mình phải tỉa bớt đi cho nó thông thoáng cái cây. Chứ nếu mà nó không thông thoáng cái cây ấy, là thường thường là nụ ở trong này nó sẽ bị tóp. Vào mùa gần Tết nó hay bị cháy nụ là một, hai là nụ khi nở hoa nụ không đều. Và hơn nữa là hoa sẽ không căng. Tức là hoa không căng, tức là hoa sẽ không to. Nếu như một cây mai mà làm nụ sớm, anh em phải hiểu nếu một cây mai làm nụ, họ làm nụ từ tháng 5, tháng 6 âm lịch, thì đến ngày Tết cây hoa đó cũng một giống đó so với cây khác. Cũng giống, cùng giống, nhưng mà cây nào làm nụ sớm thì cây đó nở hoa sẽ căng hơn và sẽ bắt mắt hơn. Tức là nghĩa là nó sẽ to hơn, nó già nụ rồi nhé. Còn ví dụ như mà nụ mà còn bé, là còn nó non nụ. Nó non nụ thì khi nở hoa thì hoa nó sẽ không căng bằng những cái dòng mà anh em làm nụ sớm. Đó là nguyên tắc của cây mai thôi. Và vào những cái tháng 11 này thì mình cũng xin chia sẻ anh em thế này, hạn chế tất cả các loại phân bón trên cây mai mà chơi Tết nha anh em. Mình có muốn bón thì chỉ bón khoảng tầm 30%. Mình sẽ tính ví dụ này, một cái chậu này là chậu 70 này. Không tới đâu, 60 đi. Mình buổi giờ không đo thôi, chắc lọt lòng 60 đi. Cây này của mình là cao khoảng tầm là 80 phân này. Thôi cứ cho mét đi anh em, mình áng đại này mà. Đó, rộng cơ mét thì dàn tàn này như thế này. Thì một cây như thế này bình thường bón là khoảng tầm là một thìa ăn cơm. Ví dụ ngày bình thường tháng riêng tháng 2 là một thìa ăn cơm NPK. NPK thì nó có nhiều cách bón khác nhau. Thì vào những thời điểm tháng này anh em muốn bón cho nó thì chỉ bón 1/3 thìa NPK. Đó là cái hàm lượng bón nó khác và cái tỷ lệ bón nó sẽ khác nhau. Nghĩa là anh em phải lên bón. Đối với những cây thế này, mình đang nói là cái chuyện là bón để cầm chừng nhé. Thì anh em chỉ lên là cho khoảng tầm là 1/3 lượng phân của mọi khi anh em bón thôi. Thì anh em chăm mai từ tháng riêng cho đến giờ chắc chắn đã có bón phân, thì sẽ biết được chính xác là cây mai mình mỗi lần bón là bao nhiêu. Thì vì vậy cho nên lần này mình vào những thời điểm này anh em chỉ bón 1/3 phân thôi. Bởi vì anh em bón lớn anh em đấy này, nụ nó căng, nó to như ngón tay này. Đó. Nếu mà anh em bón nhiều đủ phân cho nó là nó sung cây. Mà khi nó sung cây là nó sẽ nở sớm nha anh em. Vì vậy anh em tránh trường hợp mà bị nở sớm trên cây mai là như vậy. Và nếu như mà anh em sẽ thắc mắc hỏi là nếu giả sử mà mình không bón phân thì làm sao? Không bón phân thì vẫn được chứ không sao. Không bón phân thì là thường thường hoa của mình ngày Tết mình sẽ là thua người ta. Và vào những thời gian này thì anh em nên tăng cường cho mình là chủ yếu hàm lượng là kali, kali cao hơn một xíu để kali làm thứ nhất là làm cho chắc hột. Kali cao nghĩa là trong hàm lượng NPK là kali cao chứ không phải anh em bón một lần một bốc kali vào đó. Mình cam đoan anh em khỏi cần ăn Tết, bởi vì cây nó chết rồi còn đâu mà ăn Tết. Bón phân là cây mai nó nguyên tắc của nó chỉ được thiếu phân, không được thừa nha anh em. Bất kỳ trong bất kỳ trong một tình huống nào anh em chỉ nên để là thiếu phân chứ đừng để thừa phân. Nếu mà thừa phân thì mình cam đoan anh em là dễ đứt lắm, nên là anh em nên cân nhắc. Và thêm để điểm này thì anh em nên sử dụng là kali và bo. Bo là để giữ cho cái nụ hoa này nó ít bị cái tình trạng mà bị giống như gặp sương muối rồi, xong rồi cái nụ này nó bị thui đi anh em. Đó nên là anh em nên cân nhắc cái vấn đề đấy là sử dụng bo và cũng chỉ phun phà phà phun lên cây nhé. Dòng bo anh em phun lên cây lên lá trực tiếp cho nuôi nụ trực tiếp đó. Mới hai nữa là kali thì anh em phải mua siêu kali, nhưng anh em nên nhớ là phun cũng pha nhạt thôi nha, đừng pha đậm. Và mình cho ăn là khoảng tầm 15-20 ngày hàng cho ăn một lần, chủ yếu là sau khi lạt lá gần Tết người ta cho mới ăn gắt, còn bây giờ là gọi là cho ăn xương thôi, cho nên đừng cho ăn nhiều nhanh nhé. Cho ăn nhiều thì cây nó gặp những cái tình trạng bất chắc, nhiều cái cây nó khổ, cứ cho ăn ít cho nó an toàn nha. Còn trên thực tế thì bây giờ nó phụ thuộc nhiều giống bây giờ nó cũng rớt hết, là ví dụ như hoa, cành, lá, con này thì nó rút nhựa về thân thì nó chết rất là nhiều cành. Thì anh em nên cân nhắc, ví dụ như có một số cành nó bỏ nhà nó chết, mùa này thì nó chết là phải như vậy đó anh em. Mai mà cứ đến mùa này là nó xuống cành xuống lá, nhiều cây nó xuống tệ lắm. Đây này, mình có cây này nó xuống ác lắm anh em. Cây này là cây mai Bình Định này, giáo này. Cái dòng này nó sao á, cứ năm nay nó xuống, thằng này cũng giáo Bình Định này nhưng mà không thấy nó xuống mấy này nha.
nó có cây xuống và có cây không. Đặc biệt là thời tiết hôm nay rất là phức tạp, bị nhiều cái cảnh mà cây đang bình thường, không bón bất kỳ hột phân gì, vẫn tưới nước như thường, nhưng cây vẫn rũ hết lá nha anh em. Thời tiết năm nay cực kỳ là khó chịu. Chăm sóc mai năm nay nói chung là theo mình được biết là năm nay khá khó. Và đặc biệt là vào nhiều tỉnh thành thì hiện giờ có một số mai là đã nở rồi. Giống như Gia Lai mình thì cũng có một số mai là mưa nắng thất thường anh em. Gặp bão, gặp bậy bạ, nhiều cây nó nở hoa. Đấy. Nói chung là video này mình cũng chỉ chia sẻ sơ sơ và quay cho anh em xem tham khảo những cái nụ hoa để cho nó đạt Tết, sao cho nó đạt chuẩn thôi, chứ còn cũng không có. Mùa này cũng ít chăm sóc anh em, hầu như mùa này là rừng. Điều mà quan trọng nhất trong cái tháng 11 này là vấn đề là tỉa lá thôi nha. Ví dụ như cái tỉa bớt vậy, tỉa vợi đi ít cho nó đều nụ anh em, mới cả trước ngày mà anh em mà. Hai đó là hạn chế sâu bệnh dẹp tấn công, cho nên anh em cứ tỉa bớt đi ít, tỉa bớt cành nhánh đi. Lá nào không phù hợp, lá nào sâu, lá nào bệnh thì anh em mình vặt bỏ để cho nó nụ, nó căng, nó căng nụ. Nếu mà nó nấp ở trong cái xó anh em, và đặc biệt là những cây mà gặp cái vách tường này này, tức là nắng chỉ được một nửa buổi chiều, từ tầm 11 giờ cho đến chiều thôi, thì những cây này hoa sẽ ít hơn và cần phải là xoay chậu liên tục. Chứ nếu mà để trong xó này, cái nụ nó bé hơn. Đây là mình quay nụ cho anh em xem, nụ đây nó sẽ bé hơn này, đó, không căng bằng này, không căng bằng mấy cây ở ngoài. Thì đối với những cây rợp này anh em nên loại bỏ bớt lá đi, chứ không là nó ít hoa lắm nha. Ít hoa nói mà cái nụ nó không căng là khi nở, ví dụ cùng trên một giống, ví dụ giống này là ra 10 bông đi, cùng trên một giống, nhưng mà nếu mà nụ anh em không căng ấy, thì nó chỉ ra được khoảng tầm là 7 bông thôi, kiểu vậy. Tóm lại là nó như vậy. Còn những cái anh mà ở ngoài nắng này, anh em đừng có thấy mà cái cây xuống lá vàng 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 này mà kêu là yếu nha. Những cái cây mà vàng vàng xuống lá này đến ngày Tết nó nở hoa dã man lắm. Nói chung là mùa này phải xuống hết rồi anh em. Mùa này mà không xuống lá ép nó xuống. Đây này. Đó, mùa này bắt đầu rớt lá vàng lá này như này. Đó. Cái đây là không phải xuống lá gì mà là những cái lá già, lá trước, lá từ tháng giêng đấy nhá. Thì nó phải già trước thôi. Thì mùa này mình tranh thủ là tẩy bỏ. Cái này là cây cúc. Cúc thì nó luôn luôn nụ nhiều hơn dòng giáo. Cúc và nó nở chậm hơn. Mỗi tội là cúc thì nó khi nó nở hoa nha, nó cứ dính lên trên cây, nó không chịu rớt, nó lâu tàn lắm, cho nên là khó. Mình coi tùy người, có người thích cúc, mình thì không thích cúc nha. Thôi bây giờ mình quay nhanh anh em xem này, hầu như là cây nào nó cũng phải rút chút lá rồi, nhưng mà còn một số cây của miền Tây ấy. Dòng này dòng miền Tây này, giờ nó vẫn còn đi lọc này. Đó, thì những cái cành nào đi lọc thì anh em vứt bỏ đi. Chứ người giờ đi lọc giữ là cái lọc để làm gì đâu. Đằng nào qua riêng này, ăn Tết xong rồi còn bấm hết. Dòng này miền Tây hôm năm vừa rồi mình có mua. Mà cây này cây có 5 cánh ấy nhỉ. 5 cánh, nói chung cánh nhìn cũng đẹp. Mỗi tội là làm cái lá, cái cây nó sao mình dòm thấy nó. Thôi nói chung là mỗi người mỗi sở thích ấy. Mà cái dòng hoa 5 cánh thì mình cũng không thích lắm. Bởi vì năm cánh thì khi nó nở hoa nó sẽ không đẹp bằng cái dòng 8 cánh đến 12 cánh. Thằng này thì cũng ráo, hôm lâu mình thấy mặt hoa nó rồi thì cũng tầm 8 5 cánh thôi, ít cây nào được 7 cánh đó. Còn đối với những cây cây mà nụ căng thì anh em cứ tóm lại là nó dễ lắm nha. Mà tốt nhất là anh em lên vặt thế này, chứ nếu không mai mốt sẽ có hiện tượng là đây này, đây nó bị cháy nụ này, teo nụ này. Đó. Nếu mà mình cái độ cây nó không thông thoáng anh em, tức là nó không thông thoáng cây là nó hay bị cái vấn đề mà bị teo nụ. Thứ hai là anh em mà phun thuốc mùa này là anh em bón phân mà hơi già một tí, một là nụ nở sớm, hai là nó cháy đầu nụ nha anh em. Cho nên là anh em mình chỉ trong video là mình cân nhắc cực kỹ luôn, rất kỹ cho anh em. Đó là hai vấn đề, là một là lên tỉa bớt lá cho cây mai là thứ nhất, thứ hai đó là anh em lên bón phân cẩn thận, bón phân chỉ đi 1/3 phân thôi, và mùa này đừng đi nhiều. Cây mai trên thực tế không có hộp phân nào nó vẫn sống nhăn răng mà vẫn ra hoa bình thường. Nhưng nếu mà cây mai mà chỉ cần dư phân vài lần thì mình cam đoan anh em là cây mai anh em teo tua ngay. Vậy nên anh em cân nhắc vấn đề là bón phân. Nhiều anh em cứ nghĩ là bón phân cho mạnh vô để cho cây nó sung đến ngày Tết kiếm hoa chơi cho nó hoành tráng, nhưng mà không phải đâu. Anh em bón như vậy thì nó không những là không giúp được cây mai của anh em tốt lên,
mà cái khả năng là nó sẽ khiến cái mai của anh em càng ngày càng quỵ đi. Nó giờ kể cả cái mai lớn đằng trước cả mình kìa, mùa này bắt đầu nó cũng vàng rồi, mà mùa này thì cây đấy nó bị nhện đỏ tấn công đấy anh em. Mà mình cũng lười không vun, bởi vì cũng đâu còn bao nhiêu ngày nữa đâu. Khu mình đây chắc căng mắt lắm, nhưng còn tầm đến ngày 25 tháng 11 âm lịch là bắt đầu mình cũng xuống lá rồi. Bởi vì Gia Lai khí hậu nó lạnh anh em, nó không có được ấm như các khu vực khác. Còn đặc biệt là không hiểu sao mấy cái cây mai miền Tây này nụ nó cục này mà sao tới giờ lá nó còn xanh đen này. Cái loại lá xanh này thường thường nó sẽ nở chậm hơn cái đằng mà rũ, đằng rũ thì nó nở sớm hơn đằng lá xanh. Và video của mình ở đến đây cũng chắc cũng xin phép tạm dừng. Thì trong video này mình chủ yếu là phân tích cho anh em hiểu đó là nụ mai làm sao để ngày Tết nó nở cho nó đẹp. Chỉ còn trên thực tế thì vào mùa này anh em hạn chế tất cả các vấn đề phân thuốc, phân bón, kể cả thuốc sâu hay thuốc bệnh, anh em đều phải pha giảm liều lượng. Bởi vì trong thuốc sâu và thuốc bệnh nó sẽ bị nóng. Nóng thì cái nụ của mình nhiều khi là ví dụ như cái nụ mình nó căng lên rồi ấy, thì nó sẽ bị nở sớm. Vì vậy cho nên là mùa này anh em nên cân nhắc cái vấn đề đấy. Bởi vì anh em phun mà thuốc sâu thuốc bệnh mà đúng liều theo liều lượng của nhà sản xuất ngày trước, ví dụ như tháng 3, tháng 4, tháng 5, 6, tháng 7 thì anh em đều có thể phun được. Nhưng đặc biệt sang tháng 11 anh em nên cân nhắc là có phun thì phun giảm đi khoảng tầm 70% hoặc là phun 50% thôi. Chứ nếu anh em phun đúng cây theo cái nhà sản xuất thì nó sẽ làm nóng nụ mai lên và có tương lai nụ mai anh em sẽ nở sớm, kể cả không loạt lá nó vẫn cứ nở. Đó là hiện tượng như vậy. Còn về phân cũng thế, phải giảm hết anh em ạ. Giảm mùa này không cần chăm sóc mấy đâu. Trên thực tế nhiều nhà vườn bây giờ họ không chăm sóc đâu, họ vứt rồi. Gặp mình thì bây giờ mình cũng không có bón phân. Nụ của mình là lớn rồi anh em, dòng nụ của mình nó bự rồi, là 1-2 nữa là mùa này nó đâu có đi lọc đâu, lọc nó không đi thì cũng không có sâu, không có sâu thì cóc cần phải phun. Và đôi khi thì sẽ có vài cái căn bệnh, không có cây mai nào không có bệnh cả anh em. Ví dụ bệnh cháy rìa lá này, đây cháy rìa lá này à, thì cũng kệ, còn có bao nhiêu ngày nữa là xuống lá rồi, cho nên là cũng không cần phải chăm sóc kỹ. Và mùa này cứ phà phà rồi đợi có bông có hoa chơi thôi. Nhiều cây nó xuống tệ lắm anh em, đây mình quay sơ cái cảnh này cho anh. Xuống tệ xuống này nhưng mà nó không có hoa nở được anh em, còn lá là còn thì còn như cây này thì nó không xuống, thì cây này thì chiều hoặc mai bắt đầu mình đi tỉa bớt, tỉa lần, mình tỉa đến ngày phút cuối cùng mình vặt lá luôn chứ, chứ mình không tỉa là trong này nó rậm anh em, rậm khó, nụ ở trong nó nhỏ nó không có lớn được. Và xin tổng chào toàn thể quý vị, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau. Và nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhấn nút đăng ký cho mình để giúp kênh mình phát triển mạnh hơn. Tổng chào toàn thể quý vị.